Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay mình đến trao một món quà nhỏ của một người giấu tên gửi cho hai ông bà mà đợt trước mình đã quay video. Ông ơi, có ở nhà không? Ông bà đang ở nhà hả? À vâng. Đang làm gì ấy bà? Vâng. Ông bà nay đi làm gì hả? À vâng. Cái đấy là thắt lưng hả bà? Đây đâu. À vâng. Ông đang làm gì đi ông? Sán đó. Ông là sán ạ? Sắn ạ. À vâng, đây sắn nướng nữa. Đây mọi người, đây sắn nướng này mọi người nhá. Cái này là sắn Hà Tuyên đấy chứ nhỉ? Không nhỉ? À sắn siêu củ. À sắn Hà Tuyên mình trồng đấy nhỉ, không phải sắn siêu củ đâu nhỉ. À vâng. Thế trong này là cơm mà ông? Trong này nồi cơm mà. À vâng. Cháu lên sớm. Cháu đi qua đây xuống dưới kia, cháu vào thăm ông bà tí. Vâng. Thế cái sắn này là ông ăn chơi thôi hay là ăn? Ăn chơi rồi. À vâng. Sắn này nướng này khô lắm, già như ông ăn khó ăn lắm. À vâng. Ông lấy về lâu rồi. Lấy về lâu rồi. Không đi được. Ông đỡ bệnh rồi không? Không đỡ đâu. Không đỡ. Không đi được đấy. Không ra được đi đâu đấy. À vâng. Cái bên này là không đi được, bên này không đi được. À. Tay đấy. Liệt, gần liệt hết nửa bên chân tay rồi. Là liệt nửa bên. Vâng. Chỉ có ngồi đây thôi, không đi được. À vâng. Ngồi. Thế bà thế nào rồi bà? Bà được chân đâu? Vẫn thế ạ. Tay đâu? Cái tay với cổ nó đỡ chưa? Tiêm chờ đỡ đâu. Tiêm lên cũng đi tiêm ạ. Tiêm à vâng. Đầu qua thì phải tiêm. Thế hôm nọ ấy là cái hôm mưa gió nhà mình có bị dột không? À, không dột đâu. Không dột ạ. Dột mới ít về đây thôi. À dột mới ít đây thôi ạ. Gió ở đây không to mấy đâu. Căn bản mình ở chỗ này nó khuất đồi không gió mấy. Nó cũng ảnh hưởng chiều nó đi. Vâng. Nó ảnh hưởng chiều nó đi to đấy. Vâng. Lớn đấy. Thế là ông cái tay bên trái bây giờ là cử động cũng khó đó. Ồ đây đây. Cứ nhãn thế thôi. Ông duỗi ngón tay cho cháu xem ạ. Ôi không đây. Không được. Như thế này rồi ạ. Cứng đơ như này. Không được đâu đây. À. Chỉ có thế thôi đây. À, cứng đơ như này thôi ạ. Bữa nay nó dụt lại luôn. Nhai quá và ốm dễ lộn. À. Con nhà liệt hết một bên rồi nhỉ? Liệt một bên. Vâng. Liệt một bên người rồi. Đây là nhã không nổi. À. Nhã không nổi. Không nhắc nổi chân nữa. Ừ. Đây đi là bên này, bên này thò bên này rồi. À, vâng. Đi ngoài đấy. Cố đi. Bò đi. Thế dạo này ông bà làm gì không? À? Dạo này ông bà làm gì ạ? Không làm gì, không làm được gì đâu. Thế là mỗi lần tiêm ông bà phải xuống tận xã đi ạ? À? Tiêm đây, tiêm thôn bản đấy. À, tiêm thôn bản rồi. Cháu tưởng xuống tận chỗ ủy ban xã thì hơi xa. À vâng. Đây chú phải tiêm. À vâng. Thế là y tá thôn bản tiêm cho đấy ạ? À vâng. Ba là cái chân không đau được đúng không nhỉ? Tay đâu? À mới tay rồi. À, tay với lưng nhỉ, hôm nọ bà bảo nhỉ. Tay với lưng quay cổ. À vâng. À ông bà ơi.
Hôm nọ thì có một người nhờ cháu gửi giúp ông bà một ít số tiền nho nhỏ. Vâng. Đây, có người chuyển cho cháu là 300.000 gửi cho ông bà để mua thuốc thang với lại mua gạo các thứ để ăn ấy. Ông cầm hộ cháu ấy. Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn cháu nha. Vâng. Thay mặt ông bà mình cũng xin cảm ơn người đã gửi số tiền nhá. Nhưng mà người đấy lại giấu. Vâng, người đấy lại giấu tên ông bà ạ. Không nói rõ là họ tên ở đâu đâu ạ. Vâng. Đâu cái tay của bà bây giờ như nào vậy ạ? Đau lâu rồi. Hơi đau rồi ạ? Vẫn đau. Thế mấy cái vết như này là sao ạ? Vết này đốt bà đau quá. Đốt đâu cả. Đốt, vừa đốt nhầm nọ cháu không thấy có. Nọ thấy mới ở cổ rồi ạ? Vâng. Đây đau quá thì không chịu được nổi thì đốt. Cháu mày tên gì đấy? Cháu tên là Lượng ạ. Lượng à? Vâng ạ. Cóc à? Không, cháu ngay bên Việt Tiến này thôi ạ. Việt Tiến này. Vâng. Cháu đó. Cháu có vợ, có con đó. Cháu chưa ạ? Vâng, cháu chưa có rồi ạ. Thầm. Vâng. Cháu ngay qua bên cái đèo sang thôi mà. Vâng. Qua cái đèo Bụt này sang tí thôi mà. Qua sang một tí sang đến nhà cháu rồi. Vâng. Cái đèo đấy là bây giờ đang làm lại khó đi lắm ông ạ. Họ đang làm đường khó đi lắm. May mà trời không mưa, mưa là hôm nay cháu không thể sang đây được đâu ạ. Ông trước có hay sang bên đấy không ạ? Trước hay sang đấy. Vâng. Trước thì trước còn trẻ đấy làm được đấy, còn cũng mắc bệnh đấy làm được đi. Còn giấy thuế sang có sang thuê việc chết đấy. Đi làm gì ạ? Gánh thóc bà gánh thuế mà. Gánh thóc à? Gánh thóc ngày xưa đấy đóng thuế đấy. Đóng thuế đấy ạ. Gánh từ đây ra ngoài cóc kìa. Thế là phải rơi với tầm qua sông đi đấy. Đi đấy. Qua đò. Vâng. Ồ thế à, ngày trước ông gánh thế là cũng hơi xa đấy. Xa đấy, toàn bàn nhưng mà. Vâng, đi hết một đồi ấy nhỉ? Đi hết một buổi ấy nhỉ ông nhỉ? Buổi tối đi. Vâng. Đem đi đến lúc là còn cân nữa, cân thóc nữa. Vâng. Từ đây đến đấy là xem từ nhà cháu đến cóc là 6 cây, từ đây đến đấy phải chung. Nói chung là cũng tầm hơn 10 cây ấy, từ đây đi ấy, tầm 15, 16 cây đấy. Vâng. Ở cái đèo Bụt đấy là ngày trước là họ là hay kiểu là đặt một lá cây ấy nhỉ ông nhỉ? Đặt lá cây. Vâng. Bây giờ nó qua giấy rồi, nó không qua ở trên nữa. Vâng. Đường qua giấy rồi, qua bên giấy. Thế cháu đi cháu vẫn thấy có một cái cục đá mà họ vẫn đặt cây vào. Này, đặt lá cây. Đặt thôi. Vâng. Qua đây vẫn đặt. Thế họ đặt cái lá cây như thế là mục đích điểm gì không? Không biết ngày xưa đây. Cụ ngày xưa thôi. Vâng. Cũng truyền thuyết ngày xưa nhỉ ông nhỉ? Không nói, thì truyền thống ngày xưa thôi. Vâng. Làm cái thủ tục thì không biết được đâu. Vâng. Thế cháu thấy bảo nhiều người bảo đặt vào xong đi lại nó cảm giác nó lên dốc nó khỏe chân khỏe tay hơn ạ. Khỏe chân khỏe tay. Những ngày trước còn trẻ là ông cũng khỏe hết nhỉ, còn gánh gạo ra tận ngoài cóc lên nộp thuế ạ. Thóc đi nộp thuế. Hồi đấy ông vẫn là thanh niên đấy chứ ông nhỉ? Ừ, thanh niên. Vâng. Hồi đấy là chắc cũng đang là thời kỳ ông là sinh năm 41 mà. Vâng. Thời đấy đang chiến tranh ấy nhỉ ông nhỉ? Thời đang chiến tranh. Vâng. Chạy xã công an. Ôi trời chạy qua mấy năm công tác. Vâng. Ông đấy. Vâng. Vì chị An thì không được làm. Vâng. Làm qua rồi, chạy qua rồi. Vâng. Làm thôn bạn cũng làm. Thế là ông cứ trời trở trời những ngày nào trời kiểu đang nắng mà sắp mưa có đau không? Đau chứ. Vâng. Nhức hết chân luôn đấy ạ. Nhức cái chân đấy. Vâng. Ôi không đi được. Đi. Không làm được cái gì nữa. Đi lại giờ đi nếu mà đi từ đây ra ngoài xá là chắc ông không đi nổi đâu nhỉ? Không đi rồi. Vâng.
vô đây xuống cái chỗ ấy đấy. Xuống chỗ đường này à? Cái cổng này. Không xuống được đâu. À vâng. Bò còn không đi được đấy. À. Thế là có mỗi bà là đi lại được bình thường nữa. Bà thì có đâu thì đâu nhưng mà nó còn đi được. Vâng. Chân nó còn đi được tạm. Vâng. Cái đấy nước đấy là nước thuốc hay là nước uống bình thường không? Nước uống. Cháu tưởng ông đun nước thuốc uống ạ. À.